Điểm khi bị mà cu, chất chơi, nãy là anh luôn kiểm soát. Ok, mấy đứa bạn lại nhìn anh, rất chơi, nhưng anh chơi theo kiểu khác. Trong không gian này hiểm ác, vừa của anh luôn chuyển phát, câu chuyện này sang điểm khác. Lên sân chơi này để bắp, làm chuyện kia đã bể nát, nhưng mà anh không thể. Luôn luôn tự tin, nhiệt độ luôn phát ra mà không cần dùng pin. Anh chất như là phim Hollywood, mấy lời xem pha anh cho đi nốt. Mắt anh lạnh băng vì cái lollipop, ngẫu hứng có một giây before we drop. Đi ra sân và go lead, bắt đầu so với go hit, anh đang đi vào sâu tít, everybody go. Mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Chạy cùng Rap Việt Mùa 3, đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng VieON.